Xin chào em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cái dạng toán rất là hay ở trong chương trình toán lớp 4 lớp 5 mà ở trong đề thi Violympic đã xuất hiện rồi. Thì ở đây thì thầy sẽ gọi cái tiêu đề bài toán này là bài toán bịt mắt nhặt bí nhé. Chưa nào? Thì xuất xứ của cái bài toán này thì đó là ở trong cái đề VIOBIC toán tuổi thơ toàn quốc năm 2008. Và trong năm học này thì đã xuất hiện ở trong cái đề thi Violympic kể từ năm 2016. Cho nên là thầy sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết một chút. Thì bài toán của chúng ta như sau. Một hộp đựng 100 viên bi, trong đó có 25 viên bi đỏ, 30 viên bi xanh, 35 viên bi vàng, còn lại là bi đen và bi trắng. Hỏi lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có ít nhất 10 viên bi cùng màu. Vậy thì cái bài này các bạn tóm tắt thêm một chút nhé. Tóm tắt. Ở đây chúng ta có là 100 viên bi đúng không nào? Thì đó có 25 viên bi màu đỏ. Tức là đỏ chúng ta là có bao nhiêu? 25 bi. 25 viên. Tiếp tục chúng ta sẽ có xanh. Xanh ở đây là 30 viên. Và vàng ở đây. Vàng ở đây là bao nhiêu? 35. Đúng không ạ? Còn lại là đen và trắng. Ta có đen cộng với trắng là bao nhiêu? Chúng ta có 100 viên, trong đó 25 viên bi đỏ. 25 cộng 35 đây là bằng 60, 90. Khi đen và trắng là 10 viên. Ở đây đề bài nó hỏi rằng là phải lấy ra ít nhất. Đấy, tức là đề bài yêu cầu là lấy ít nhất. Được rồi nào, ít nhất. Và nó phải chắc chắn. Và thứ ba là có 10 viên bi cùng màu. Vậy thì ở trong cái đề bài này, thứ nhất là đề bài này cho số lượng của cái 5 loại bi này. Cái thứ hai là người ta đề bài yêu cầu phải lấy ra ít nhất. Thứ hai đó là yêu cầu là chắc chắn. Và thứ ba đó là phải có 10 viên bi cùng màu. Đấy, đó là yêu cầu bài toán. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phân tích bài toán này một chút nhé. Cái thứ nhất, ta có đen bé hơn 10, trắng bé hơn 10. Bởi vì ta có là đen và trắng cộng lại với nhau là bằng 10. Vậy ta sẽ có là số bi đen và số bi trắng nó bé hơn 10. Vậy ta sẽ có là 10 viên bi cùng màu này. 10 viên bi cùng màu. Cùng màu. Nó không thể là bi đen hoặc trắng. Bi đen hoặc là trắng. Vì tại sao nhỉ? Bởi vì ta có đen cộng trắng bé hơn 10 thì dĩ nhiên là đen bé hơn 10 và trắng bé hơn 10. Vậy thì ở đây các con làm như sau. Ở đây chúng ta sẽ lấy số bi lớn nhất mà nó không thỏa mãn yêu cầu bài toán. Ta có như sau. Số bi lớn nhất không thỏa mãn yêu cầu bài toán. Yêu cầu bài toán là sau. Thứ nhất này, chúng ta sẽ lấy 10 viên bi đen và trắng. Được chưa? Ta cộng với 9 viên bi đỏ. Cộng 9 đỏ, cộng với 9 xanh và cộng với 9 vàng. Đây nó sẽ bằng 37 viên. Đấy. Vậy ở đây chúng ta trong 37 viên này thì nó có 10 viên bi là 10 viên bi đỏ và viên từ nhỏ, 10 viên đen và trắng, còn lại là còn lại là 9 viên. Được chưa? Đây là số bi lớn nhất mà nó không thỏa mãn của bài toán. Các con hiểu không ạ? Vậy thì bây giờ để lấy được số bi thỏa mãn của bài toán thì ta sẽ có như sau. Ta có số bi thỏa mãn của bài toán. thì ta lấy 37 viên, ta cộng 1 viên, ta lấy thêm 1 viên bất kỳ nữa. Đấy. Và đây ta sẽ có đáp số là mấy? 38 viên. Đấy. Vậy bây giờ các con hiểu như sau này. Chúng ta bịt mắt nhặt bi mà. Chúng ta không nhìn vào trong cái túi bi đấy. Chúng ta lấy ra 37 viên. Khi chúng ta lấy ra 37 viên thì ở đây thì các bạn cần lưu ý như sau. 37 viên thì nó có thể là nó sẽ có 10 VB cùng màu. Nhưng ở đây đề bài người ta yêu cầu là phải chắc chắn cơ. Đúng như nào? Chắc chắn. Chứ còn nếu như mà không chắc chắn thì các bạn có thể lấy ra 10 viên. Đúng không? Thì trường hợp xấu nhất là lấy ra 10 VB cùng màu rồi. Đấy. Vậy thì ở đây là đề bài yêu cầu là ít nhất chắc chắn. Cái vấn đề chắc chắn này là khi mà chúng ta lấy 38 viên. Đấy, thì nó sẽ có chắc chắn là 10 VB cùng màu. Tại sao? Bởi vì khi chúng ta lấy thêm một viên bi này nữa này thì nó chỉ có thể là đỏ, chỉ có thể là gì? Chỉ có thể là xanh, hoặc chỉ có thể là vàng. Đấy, bởi vì khi mà trường hợp chúng ta chọn đây, chúng ta chọn là cái viên bi đen và trắng ở đây thì nó bé hơn 10. Được chưa nào? Thì đó là cái phương pháp làm của chúng ta. Cái phương pháp làm là cái phương pháp làm này, thể nhắc lại đó là chúng ta sẽ tìm số bi lớn nhất mà nó không thỏa mãn được của bài toán, sau đó chúng ta cộng với một viên nữa thì chúng ta sẽ có được đáp số. Được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi theo là bài này như sau. Trong túi thì có 10 viên bi màu đỏ, 9 viên bi màu xanh, 11 bi vàng, 8 viên bi màu trắng và 4 viên bi đen. Hỏi không nhìn vào túi, phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có ít nhất 6 viên bi cùng màu. Được chưa nào? Vậy thì bài này chúng ta có như sau. Chúng ta có đỏ là 10 bi. Được chưa nào? Xanh là 9 bi. Vàng là 11 bi. Được chưa? Trắng là 8 bi. 8 bi. Và đen ở đây là bao nhiêu? Là 4 bi. Đề bài yêu cầu thứ nhất đó là phải lấy số bi ít nhất. Sẽ làm ít nhất. Cái thứ hai đó là phải chắc chắn. Đấy. Chứ không chắc chắn là không được. Để có 6 bi cùng màu. Đây là 3 yêu cầu bài toán. Được chưa nào? Vậy thì bây giờ các bạn cần chú ý như sau. Ta giải quyết bài toán này. Ta giải. Thứ nhất, 6 viên bi cùng màu này thì nó không thể nào là bi màu đen. Đúng chưa nào? Ta có. Thứ nhất là 6 viên bi cùng màu. Nó không thể là bi màu đen. Được chưa? 6 viên bi cùng màu này thì nó không thể nào là bi màu đen được. Cái thứ hai, chúng ta sẽ tìm số bi lớn nhất mà không thỏa mãn được của bài toán. Thì ở đây chúng ta sẽ có 4 bi đen này cộng với 5 bi đỏ này cộng 5 bi xanh này cộng với 5 bi vàng này và cộng với 5 bi trắng. Thì cái số bi này là cái số bi lớn nhất mà nó chưa chắc chắn thỏa mãn được của bài toán. Được chưa? Đấy. Vậy thì ở đây nó sẽ là bao nhiêu? 24 viên. Đấy. Vậy thì ta sẽ có số bi thỏa mãn là bao nhiêu? Số bi thỏa mãn là bao nhiêu? Ở đây chúng ta sẽ lấy 24 cộng với 1 là bằng 25 bi. Đấy. Vậy là ở trong bài toán này chúng ta sẽ có đáp số là 25, rất là nhẹ nhàng đúng không nào? Vậy các con đã hiểu hơn về cái vấn đề này chưa? Ok. Vậy thì nếu như ở đây là 6 viên bi cùng màu nhưng nó là cùng màu đỏ thì sao? Đúng không? 6 viên cùng màu nhưng nó cũng là màu xanh thì sao? Thì chúng ta sẽ sang đề bài tiếp theo. Nào bây giờ chúng ta sẽ sang bài tiếp theo. Một hộp đựng 70 viên bi, trong đó có 21 viên bi đỏ, 20 viên bi xanh, 15 viên bi vàng, còn lại là viên đen và viên trắng. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có ít nhất 10 viên bi cùng màu đỏ. Đấy, ở đây là người ta nói là ít nhất 10 viên bi cùng màu nhưng mà lại cùng một màu đỏ nhé. Vậy thì ở trong hộp bài toán này chúng ta chú ý như sau này. Sau đó đỏ là 21 viên đúng không ạ? 21 viên. Tiếp tục. Vàng là có bao nhiêu? Vàng ở đây chúng ta sẽ có là 15 bi. Tiếp tục chúng ta sẽ có đỏ 21 này, 15 bi vàng này, xanh là 20 đúng không ạ? Xanh là 20, còn lại là đen và trắng. Vậy đen và trắng các bạn có bao nhiêu? Đen cộng trắng này nó sẽ bằng 70 viên trừ đi 21 cộng 15 cộng 20 là 41, 46 thì nó còn lại là 4. Từ từ đấy nhé. Để sao? Tôi gọi là 7 viên bi này, cho nó 21 bi đỏ này, 20 bi xanh này, 15 bi vàng này, còn lại là bi đen và bi trắng đúng không? Vậy tôi có là 70 viên trừ đi 21 đúng không? Cộng 20 cộng 15. Ở đây chúng ta sẽ còn ở đây là 14 viên. 14 viên, 56. Vậy thì chúng ta sẽ có 14 viên bi đen và trắng. Vậy bây giờ đề bài yêu cầu cái gì? Yêu cầu thứ nhất rằng phải lấy ra ít nhất như thế nào? Ít nhất và chắc chắn. Nó phải là chắc chắn. Chắc chắn tức là xác suất phải là 100%. Xác suất thì chúng ta chưa biết đâu nào. Chắc chắn. Để có 10 bi cùng màu đỏ. Được chưa? Đấy. Vậy thì ở trong bài toán này chúng ta sẽ phải tìm số bi lớn nhất mà nó không thỏa mãn yêu cầu bài toán. Được chưa? Đấy. Vậy ta có như sau. Giải nào. Ta có này. Số bi lớn nhất không thỏa mãn yêu cầu bài toán. Được chưa nào? Ở đây đề bài yêu cầu là 10 viên bi của màu đỏ thì ở đây chúng ta lấy 9 viên bi đỏ này, thêm một khoảng đỏ này. Cộng bao nhiêu? Cộng với vàng ở đây là 15 cộng tiếp với xanh 20 cộng tiếp với 14 bị đen và trắng. Đấy. Vậy thì ở đây bằng bao nhiêu? 9 cộng 15 là 24, 24 cộng 20 là 44, 44 mà cộng với lại là 14 là 58 viên. Thì đây chính là số bi lớn nhất mà nó không thỏa mãn điều kiện là chắc chắn có 10 viên bi màu đỏ đúng không? Đấy. Bởi vì nó không chắc chắn bởi vì nó còn một trường hợp thiếu một viên bi màu đỏ đây này, đúng chưa nào? Vậy ta sẽ có như sau, ta sẽ có là số bi thỏa mãn điều kiện bài toán như sau. Ở đây chúng ta lấy 58 viên cộng 1 thì 1 đây nó sẽ vào bi màu đỏ và 59 viên. Các bạn hiểu chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ có đáp số là bao nhiêu? Đáp số đây là 59 viên. Rất đơn giản nào nào.